Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Công an huyện Tiên Lữ phối hợp với Phòng Xây dựng Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Công an tỉnh và Ban giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ tổ chức lễ ra mắt Tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cổng Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo. Tổ tự quản gồm có 30 thành viên, gồm đại diện ban giám hiệu, đoàn thanh niên, giáo viên, học sinh trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo. Tổ tự quản có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động giáo viên, phụ huynh và học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức cho giáo viên và học sinh ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, chủ động nắm bắt thông tin, tình hình, kịp thời phát hiện, báo cáo ban giám hiệu nhà trường xử lý nghiêm các trường hợp giáo viên, học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tổ tự quản hoạt động chủ yếu vào đầu giờ học và sau giờ tan học hàng ngày, làm trật tự, nhắc nhở mọi người bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực cổng trường. Nhân dịp này, Công an huyện Tiên Lữ đã tuyên truyền các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho gần 900 học sinh trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo bằng hình thức giao lưu, trả lời các câu hỏi liên quan đến việc chấp hành luật giao thông đường bộ. Hiện nay đang vào vụ thu hoạch lúa, tình trạng người dân đem thóc ra phơi trên đường giao thông diễn ra phổ biến. Trên tuyến đường 376 qua huyện Tiên Lữ, nhiều hộ dân vô tư phơi thóc trên đường. Có những điểm thóc phơi ra giữa đường giao thông như đoạn qua thị trấn Vương, xã Ngô Quyền, xã Hưng Đạo. Không những thế, người dân còn dùng cả gạch, đá, cây khô để che chắn khu vực phơi thóc, không cho các phương tiện giao thông đi vào, gây ra những mối nguy hại khó lường cho người và phương tiện tham gia giao thông. Các phương tiện khi lưu thông qua những đoạn đường này đều phải giảm tốc hoặc lấn sang cả làn đường ngược chiều nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Rất mong huyện Tiên Lữ và các xã thị trấn trong huyện sớm chấn chỉnh tình trạng trên. Theo nghị quyết số 32 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, đình chỉ tất cả các xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe 3, 4 bánh tự chế lưu thông trên tất cả các tuyến đường. Nếu phát hiện xe lưu hành sẽ bị tịch thu phương tiện xung công quỹ nhà nước. Tuy nhiên, trên một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều xe công nông ngang nhiên hoạt động. Chính phủ đã ban hành nghị quyết 32 về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, trong đó nêu rõ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, đình chỉ lưu hành ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu xử lý, xung công quỹ. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn huyện Văn Lâm, xe công nông, xe tự chế vẫn mặc sức tung hoành. Theo thống kê sơ bộ, riêng xe Đình Dù có tới gần 40 chiếc công nông tự chế đang hoạt động và hàng ngày vẫn lưu thông khắp các ngõ xóm. Tình trạng này cũng diễn ra phổ biến trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh. Cảnh tượng xe công nông bất chấp luật giao thông ngang nhiên hoạt động vẫn đang diễn ra hàng ngày trên tuyến tỉnh lộ 380 thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ. Chỉ khoảng 15 phút có mặt tại đây, chúng tôi đã ghi lại được rất nhiều hình ảnh xe tự chế hoạt động. Các xe này chủ yếu ra vào tại các điểm kinh doanh vật liệu xây dựng nằm dọc tỉnh lộ 380. Hiện nay thì trên địa bàn vẫn còn một số trường hợp lén lút lưu hành chạy vào những cái thời điểm mà căn và những cái giờ mà lực lượng cảnh sát giao thông có thể là thay ca trong giờ nghỉ. Theo quy định của pháp luật hiện hành, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản và tịch thu xe công nông nếu như xe đó đang tham gia giao thông trên bất cứ tuyến đường nào. Bởi hầu hết xe công nông, xe tự chế đang hoạt động trên địa bàn hiện đang được gọi là xe 50, không có bằng lái, không đăng kiểm, không đèn sáng, không còi và không sợ bị xử phạt. Phân tích về nguyên nhân chính của tình trạng này, ông Hoàng Hải Bình, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh cho rằng phần lớn là do sự buông lỏng của chính quyền địa phương và Ban An toàn Giao thông cấp huyện. Tình trạng tái diễn khi việc xe tự chế, xe ba bánh như này, thì đây là trách nhiệm trước hết của chính quyền địa phương. Chúng tôi cũng mong muốn bà con, nhân dân và cử tri sống tại địa phương khi phát hiện những xe tự chế, xe ba bánh như hành tại địa phương mình thì phản ánh kịp thời cho lực lượng chức năng, nhất là công an xã. Để chấn chỉnh tình trạng trên,
các địa phương, ngành chức năng cần vào cuộc mạnh mẽ, đồng thời quy định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với cấp quản lý nếu để xe công nông, xe tự chế hoạt động trở lại trên địa bàn, tránh để xảy ra các vụ tai nạn thương tâm. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.